Đầu like thì mình xin phép được giới thiệu một chút, đó là kỳ thi thử GLBT online miễn phí trên app và trên web của Dũmori. Bạn nào mà có tài khoản của Dũmori rồi chắc là mọi người đã nhận được tinh tinh, không phải là thông báo chuyển tiền mà là thông báo có kỳ thi thử, đúng không? Hay. Hay, rồi, đấy, mọi người tranh thủ vào app hoặc là vào web để làm đề thi thử nha. Và đề thi thử thì cũng sẽ bao gồm đầy đủ các cấp độ từ nửa năm cho tới N1, đúng theo thời gian cũng như là số lượng câu hỏi giống với đề thi thật. Thế cho các bạn cũng có thể là căn chỉnh cái thời gian nào mà mình phù hợp nhất để mình có thể làm trọn vẹn từ đầu đến cuối nhá. Để mình xem là thời điểm hiện tại thì mình đã làm được bao nhiêu câu rồi, mình đạt được bao nhiêu điểm rồi chẳng hạn này, đúng không? Y desu ne. Ok, rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học gì đây ạ? Hãy tiếp tục chúng ta sẽ học về xử lý bài từ vựng mọi người nhá. Đó là bài tìm từ đồng nghĩa. Cái này thì nó sẽ hơi khác một chút xíu thông qua cấp độ. Nếu mà là N5 và N4 thì nó sẽ cho mình một câu dài, đúng không? Và mình sẽ tìm một câu tương ứng với ý nghĩa của nó. Còn từ N3, N2, N1 thì sẽ là phần gạch chân, cũng là một câu thôi, nhưng mà thay vì tìm cả câu thì chúng ta chỉ cần tìm từ đồng nghĩa của một từ được gạch chân. Được chưa nào cả nhà? Đó thì nó sẽ hơi khác một chút xíu về cái cách ra đề thôi mọi người nhá. Còn hoàn toàn về cách làm và dạng câu hỏi thì sẽ giống nhau. Hay, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói qua một chút xíu về mẹo làm bài và những điểm cần lưu ý khi chúng ta đi thi với dạng bài này nhá. Hãy mite kudasai. Đầu tiên đó là các bạn cần phải hiểu rõ, được chưa nào? Hiểu thật rõ nghĩa này và cách sử dụng của từ vựng đó. Hay, các bạn mà theo dõi livestream của mình nhiều ấy, thì các bạn sẽ thấy là buổi nào mình cũng nhắc các bạn là thay vì học từ đơn, các bạn hãy học theo cụm đi, đúng không? Mình biết nghĩa của nó rồi nhưng mà chưa đủ đâu nha. Mình cần phải biết cách sử dụng của nó nữa. Mình đặt trong văn cảnh này thì mình nói như thế nào, đúng không? Nó thường đi kèm với những từ loại nào. Đó thì đi thi chúng ta cũng sẽ chắc chắn hơn trong câu trả lời của mình. Tiếp theo, nếu trường hợp mà từ đấy bạn chưa từng học, đúng không? Bạn không biết từ đấy thì mình vẫn có thể làm mẹo, đúng không? Mình đoán mò thông qua chữ Hán, đúng không ạ? Thì các bạn có thể nhìn vào chữ Hán đó, xong rồi mình phân tích bộ thủ chẳng hạn này, mình phân tích Hán Việt chẳng hạn này, đúng không? Hoặc là mình phân tích với một cái từ nào đấy mình đã từng học trong quá khứ, đúng không ạ? Để mình suy luận cái ý nghĩa, sau đó mình đối chiếu với bốn đáp án, nhưng chỉ dành riêng cho trường hợp mà mình không biết cái từ đấy thôi nha. Còn nếu biết thì mình sẽ làm như bình thường, phải không nhỉ? Ok nha. Rồi, tiếp theo là các dạng câu hỏi thường gặp từ N5 cho tới N1 luôn mọi người nhá. N5 tới N1. Rồi. Đầu tiên phổ biến nhất thì phải kể đến là động từ, danh từ, tính từ và phó từ, bởi vì đây là những cái từ loại mà xuất hiện rất là nhiều, đúng không? Các bạn học phần Mochigo ấy mọi người học Kotoba, đúng không? Học về từ vựng ấy thì đây nó cũng chính là những cái chủ đề, những cái loại từ mà mọi người gặp nhiều nhất. Cái thứ hai là katakana. Hay, mọi người có công nhận không ạ? Katakana sẽ xuất hiện rất là nhiều trong những năm gần đây rồi, đúng không? Nó không chỉ dừng lại ở phần từ vựng mà ngữ pháp, đọc và nghe đều xuất hiện rất là nhiều, đúng không nào? Tiếp theo đó là từ loại trong nhóm từ theo chủ đề. Chủ đề là sao ạ? Ví dụ cái câu đấy người ta cho mình về đồ uống đi, nomimono, đúng không? Thì đáp án các bạn đọc xem cái nào liên quan đến đồ uống, chẳng hạn như người ta nhắc tới miduku, nhắc tới sữa chẳng hạn, hay là người ta nhắc tới bia chẳng hạn, đúng không? Thì nó là những cái từ loại thuộc nomimono nên mình có thể là chọn được. Mọi người hiểu không nhỉ? Đấy, lát nữa chúng ta sẽ được thực hành nhá. Tiếp theo đó là cách nói diễn giải. Diễn giải là sao nhỉ? Trên bài người ta cho mình một từ, đúng không? Còn đáp án thì người ta sẽ giải thích cái từ đấy một cách nó dài dòng hơn nhưng mà lại dễ hiểu hơn. Đó thì các bạn cũng sẽ xem là phần giải thích nào phù hợp nhá. Thứ mấy rồi nhỉ? 1, 2, 3, 4, thứ 5 nha. Thứ 5 đó là cách nói ngược. Cách nói này cũng rất là phổ biến. Ví dụ, rõ ràng câu đề các bạn nhìn là câu khẳng định nhưng bốn đáp án thì đều là cách nói phủ định. Thì chúng ta thứ nhất là tìm gì ạ? Tìm từ đồng nghĩa, đúng không? Sau đó mình tìm từ trái nghĩa của nó nữa, đúng không ạ? Để mình hiểu là khẳng định nó là A thì phủ định của nó phải là B, đúng không ạ? Cuối cùng đó là thể bị động và chủ động. Các bạn N5 thì chưa học nhưng từ N4, đúng không, là các bạn đã được tiếp xúc với thể bị động rồi. Sau đó là phát triển dần dần lên các cấp độ cao hơn, mọi người còn học những cái mẫu câu mà sử dụng thể bị động nữa, đúng không ạ? Thì mọi người hiểu rõ bản chất cái gì bị cái gì tác động rồi thì chuyển sang thể chủ động là mọi người cũng biết được đối tượng thực hiện hành động là ai, ok chưa? Hoặc là cách nói về mối quan hệ cho nhận, ai đó làm gì cho mình, đúng không? Hoặc là mình nhờ ai đó làm gì giúp mình. Đấy là những cái cách nói mà người ta hoàn toàn có thể chuyển sang cách nói đồng nghĩa để đưa vào đề thi cho mọi người nhá. Hay, ok chưa? Có bị nhanh quá không mọi người? Hay, về phần lý thuyết thì mình sẽ nói qua một chút xíu, nói nhanh hơn một chút xíu để chúng ta có nhiều thời gian luyện tập. Cả nhà ok không nhỉ? Hay, tiếp theo đó là một số bài học được rút ra. Hay, trong giai đoạn này mọi người vẫn còn kịp nhá. Vẫn kịp thời để mọi người có thể cải thiện và tăng điểm số ở dạng bài này nhiều hơn bằng cách đó là chúng ta hãy học thêm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa trong quá trình mình học từ vựng. Nhớ chưa mọi người? Mình học từ nha, mình sẽ học thêm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và lấy ví dụ đi kèm cho nó nữa để mọi người nhớ lâu hơn. Ok chưa ạ? Tiếp theo đó là trong trường hợp mình làm bài thi ấy mà có hai đáp án mọi người nghe thấy nó na ná giống nhau, đúng không? Thì mọi người cần phải đặt lên bàn cân. Bàn cân đấy chính là câu đề đấy ạ, để chúng ta xem là cái từ nào mới là từ phù hợp nhất với văn cảnh của cái câu đấy. Mọi người hiểu không ạ? Và cuối cùng đó là thường cái dạng bài này á, thay vì các bạn đọc lần lượt từ 1 đến 4 thì các bạn chỉ cần tập trung vào cái thành phần khác nhau thôi. Nói như vậy là sao ạ? Tức là nếu mà chủ ngữ chẳng hạn này hoặc là vị ngữ trong câu
cả bốn đáp án ấy nó giống nhau hết rồi, thì các bạn chỉ cần phân biệt và loại trừ thông qua cái phần khác nhau thôi thì sẽ giúp mọi người tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Còn ngay sau đây các bạn hãy ứng dụng những cái kỹ năng vừa rồi vào để làm giải bài tập luôn của ngày hôm nay, phần ratio, được chưa? Và mình đã chuẩn bị sẵn cho mọi người 15 câu hỏi tương ứng với 5 cấp độ từ N5 cho tới N1 luôn. Tức là mỗi cấp độ sẽ là có 3 câu ví dụ điển hình để cho mọi người. Và tất cả các câu ví dụ này thì mình đều chắt lọc từ sách của Dũng Modi. Ví dụ như N5 thì sẽ là cuốn tổng ôn N5. Và đây là câu số 1 trang 164. Các bạn cùng làm thử nhé. Hãy. Rồi, xin mời các bạn nào. Hãy, Bảo Long chọn 1. Ok, có bạn nào khác không nhỉ? Ok, Hà Nông Định chọn 1. Rồi. Như lý thuyết chúng ta vừa nói đúng không? Các bạn chỉ cần quan tâm đến thành phần khác nhau thôi. Cả nhà nhìn nhanh nhá. Cả bốn đáp án, thậm chí là cả câu đề đều có konohea, đúng không? Tức là thành phần này giống nhau này, cho nên mình không xét, đỡ mất thời gian đấy mọi người. Tiếp theo, mình cần xét những cái khác nhau. Ví dụ, trên đề người ta dùng từ soji, đúng không? Rồi đáp án 1 là kire, đáp án 2 là akarui, đáp án 3 atarashi, còn đáp án 4 là shizuka. Đấy, coi như là các bạn so sánh 5 cái từ vựng này với nhau thôi, xem là từ nào nó gần nghĩa nhất với cái soji mà chúng ta cần đi tìm là được. Mọi người hiểu ý không nhỉ? Làm như vậy thì nó sẽ nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều, đúng không? So với việc các bạn đọc hết một câu, dịch xong câu này, đọc hết câu 1, dịch câu 1, dịch câu 2. Các bạn thấy là thời gian của mình đã bị x5, x4 lên không? Đúng không ạ? Các bạn nhớ nhá, đi thi thì mình cần phải tiết kiệm thời gian như vậy thì mới tối ưu được, mới hiệu quả được. Mọi người nhớ mẹo này chưa? Rồi. Căn phòng này đã được dọn dẹp. Ok, mình rất là khuyến khích mọi người hãy dịch cả câu nhé mọi người nhá. Đó, dịch cả câu thì mọi người sẽ hiểu bản chất và ôn tập được thêm rất nhiều từ vựng và ngữ pháp có trong câu nữa. Ok chưa? Bạn Hoàng Thanh chọn 1, Văn Sang 1, Ngọc Như 1, Bích Phương 1. Rồi, hãy, đáp án chính xác của chúng ta là Ichiban desu, omedetou gozaimasu. Đầu xuôi đuôi lọt đúng không? Đấy, đúng câu đầu rồi. Ở đây mình có từ soji là dọn dẹp. Đúng ạ, dọn dẹp thì tức là nó phải sạch sẽ lên chứ, đúng không? Cho nên đáp án kire là hoàn toàn ok, hợp lý đúng không ạ? Còn số 2 từ akadui của chúng ta chỉ là từ gì nhỉ? Sáng thôi. Đấy, ví dụ nhà mình rất là nhiều cửa sổ thông thoáng đúng không? Thì căn phòng nó sẽ sáng sủa, tươi sáng đúng không ạ? Còn số 3 từ atarashi là nói về mới đúng không? Ví dụ cái điện thoại này mới, cái căn phòng kia mới đúng không ạ? Nhưng cái này không phải mới đúng không nào? Còn cuối cùng là từ shizuka là yên tĩnh. Mọi người thấy không ạ? Nó không hề liên quan tới nhau. Có phải không nhỉ? Ok chưa cả nhà? Rồi. Tiếp theo, mời cả nhà tìm đáp án câu 2 nha. Đấy. Rồi, mọi người nhìn thấy câu 2 không nhỉ? Câu 2. Rồi, mình gợi ý cho mọi người nhé. Đây chính là cái dạng bài mà cùng từ loại mà chúng ta nói đấy. Tức là sao nhỉ? Người ta cho mình một cái chủ đề là chủ đề rau. Yasai, đúng không mọi người? Bây giờ các bạn tìm xem trong cái rau này á, nó có những cái loại rau gì nhỏ hơn ấy. Mọi người hiểu ý không nhỉ? Đó, mà trong khi đó, watashi wa, cả bốn đáp án giống nhau rồi, không cần xét đúng không? Rồi suki, mọi người thấy không ạ? Giống nhau, tức là chúng ta chỉ cần nhìn mắt thôi là chúng ta đã biết thành phần khác và thành phần giống nhau rồi. Các bạn có hay chơi mấy cái game mà tìm sự khác biệt đấy không? Đấy, những cái giống thì mình loại mà, đúng không? Thế cho nên những cái thành phần này các bạn cũng không cần quan tâm. Đấy, bây giờ mọi người chỉ cần để ý đến mỗi những cái thành phần ở giữa thôi, đúng không ạ? Người ta đang liệt kê ra, tức là A và B đấy, thì các bạn biết A, B ở đây cái nào thuộc về rau thì mình chọn, phải không nhỉ? Hãy sang câu 2 cho cả nhà. Rồi, Lương Gia Vĩ chọn 1 này, Ngọc Như 1 này, Sukalan 1, Kiều Giang 1, Trung Quân 1, Văn Sang 1. Tôi thích hành và cà rốt. Hãy. So desu ne, chính xác ạ. Hãy, đáp án chính xác là số 1 rồi. Hãy, yasai chúng ta biết là rau đúng không? Ninjin là củ cà rốt này, còn tamanegi là củ hành tây đúng không? Vậy nó là thuộc trong nhóm rau cho nên đáp án 1 đúng, phải không nhỉ? Cái 2 mình có từ kocha là hồng trà này, rồi kohi là cà phê, nó phải thuộc là nomimono cơ, đồ uống cơ, đúng không nào? Cái số 3 mình có từ okashi là gì mọi người nhỉ? Okashi, bánh kẹo đúng không? Rồi keki là bánh ngọt đúng không? Ví dụ nó sẽ thuộc vào amaimono chẳng hạn. Đúng, amai mono, mọi nghe giống không? Đồ ngọt ấy, phải không nhỉ? Cuối cùng từ pang này, pang là bánh mì, còn gohan là cơm, đúng không? Chắc là thuộc điêu đi à? Thuộc về món ăn, đồ ăn, phải không nhỉ? Hay tabe mono chẳng hạn, có đồ không mọi người? Đấy, thế cho nên là cái dạng bài như thế này, mọi người cần đặc biệt lưu ý nha. Hãy tiếp tục sang câu số 3, vẫn là của N5 nha. Các bạn N5 đâu hết rồi? Hãy tích cực lên nha. Rồi, mời các bạn sang câu 3. Câu 3 được lấy trong cuốn tổng ôn N5, câu 2 trong 166. Bạn nào mà có sách thì có thể mở ra vừa làm vừa đối chiếu và cùng học với các bạn trong livestream luôn nhé. Hãy, maiyasa pan wo tabemasu. Hãy, maiyasa pan wo tabemasu. Pan là cái gì chúng ta vừa nói xong rồi, đúng không? Bây giờ các bạn đối chiếu đáp án cái gì khác nhau nhỉ? Nó giống nhau hết asa này, giống nhau hết pan wo tabemasu, đúng không? Nó chỉ khác mỗi bốn cái thành phần này thôi. Đó là từ yukkuri, tokidoki, itsumo hay là isoide. Đấy, mọi người chọn nào. Song Hỷ chọn 3 nha, Ngọc Như 3, Trà Mộc 3, Lịch Nguyễn 3, Gia Vĩ 3. Đấy, sáng nào tôi cũng ăn bánh mì, quá là tốt luôn, chính xác ạ. Có giống các bạn không? Sáng các bạn ăn gì ạ? Asa gohan wa pan desu ka?
Hay. Ở đây mình có từ mayasa là hàng sáng, là mỗi sáng, mang tính chất đều đặn, thói quen đấy, đúng không? Ở đây mình sẽ có từ itsumo, đáp án số 3. Mọi người dịch từ này là luôn luôn, là lúc nào cũng. Vậy hai từ này là onaji chưa? Là đồng điệu đúng không? Là đồng nghĩa với nhau mà, đúng không cả nhà? Thế còn yukuri là thong thả, từ từ, kiểu mình không có gấp vội gì cả, mình cứ ăn chậm chậm thôi, đúng không? Vừa ăn vừa xem chẳng hạn. Đó. Còn số 2, tokidoki là thỉnh thoảng tôi mới ăn. Còn thay đổi bữa đúng không? Có bữa tôi ăn cháo, có bữa tôi ăn được gì nhỉ? Nước sôi chẳng hạn. Đấy thì không phù hợp này. Còn cuối cùng từ isoi đệ là gấp, là nhanh, là vội. Ví dụ 7 giờ đi học, bây giờ là 6 giờ 55 rồi chẳng hạn, đúng không? Thì mình phải ăn vội thôi để còn kịp đi. Mọi người hiểu không nhỉ? Ừ, sáng nào tôi cũng ăn bánh mì, chính xác nhá. Ok, xong 3 câu của cấp độ N5 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang N4 nha. N4. Hay. Rồi các bạn còn nhớ lúc đấy chúng ta đã từng nhắc tới dạng bài đó là khẳng định với cả phủ định này, rồi là bị động và chủ động đúng không? Thì đây, các bạn nhìn hình thức này chưa? Saremashita, gợi ý luôn nhá, đây là câu bị động. Đúng không cả nhà? Câu bị động mà cả bốn đáp án đều là câu chủ động, imashita, đúng chưa mọi người? Đấy, thế cho nên chúng ta chỉ cần soi xét cái thành phần khác nhau thôi, chi chi bạn giống nhau bỏ qua. Rồi là to imashita giống nhau cũng bỏ qua. Thậm chí là kịch cô cũng giống nhau đúng không? Nhưng mà vẫn để đây để cho mọi người dịch được cái nghĩa theo ngữ pháp ở đằng sau nhá. Đó, mình có là shite wa ikemasen, shita hoga ii desu, shitemo ii desu, hay là shita koto ga arimasu. Hay. Nhanh nào cả nhà. Bạn Tiến Thiên Hà chọn 1 rồi, Bảo Long cũng 1 này. Hay. Ở trên đề chúng ta có từ hantai. Hantai là gì cả nhà mình? Là từ phản đối đúng không? Phản đối. Rồi, thế cho nên mình sẽ hiểu là tôi đã bị ai nhỉ? Bị bố phản đối chuyện kết hôn. Chẳng mình rất là yêu cái anh này, nhưng mà bố mẹ mình cấm cản đúng không? Nên bố mình cấm là không được cưới cái thằng đấy đúng không? Không cho cưới, tức là phản đối đúng không ạ? Thì đáp án nào nhỉ? Đáp án số 1, mọi người thấy không ạ? Kekkon shite wa ikemasen. Đây, ngữ pháp này của N5 đúng không? Các bạn N5 xác nhận giúp mình. Vete wa ikemasen là cấm, là không được làm gì. Vì vậy, bố tôi đã nói rằng là không được kết hôn. Chuẩn chưa? Easy đúc đúng không? Rất là hợp tình hợp lý rồi. Còn số 2 sai là bởi vì ngữ pháp vê tả hù gai y của chúng ta là đưa ra lời khuyên. Bên trên thì bố cấm, bên dưới thì bố khuyên. Không hợp lý một tí nào đúng không? Quá là vô lý luôn. Tụi bố lại khuyên là ở cưới thì con không được, phải không nhỉ? Còn số 3 là stemo y des. Đây là một câu cho phép đúng không? Bố bảo là cho phép kết hôn đấy. Sai chưa? Còn số 4 là veta koto ga arimasu, thể hiện cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của mình đã từng làm gì trong quá khứ. Thì câu này là bố tôi đã nói rằng đã từng kết hôn. Không ai chọn bố được đúng không nào? Đấy, tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 5 nha. Câu số 5, đây là tổng ôn N4 mọi người nhá. Tổng ôn N4 này. Đấy. Kanojo wa itsumo niko niko shite imasu. Đấy. Ở đây mọi người thấy thành phần giống nhau là gì nhỉ? Tất cả một nửa trước đúng không? Đều là kanojo wa itsumo, cô ấy lúc nào cũng luôn luôn thế nào đấy đúng không? Nó chỉ khác nhau mỗi cái động từ này thôi. Đấy, đều chia sang tei imasu sẵn cả hết rồi. Ừ, Bảo Long chọn 3 là cười, Văn Sang 3, Tiến Thiên Hà 3. Rồi mình sẽ chữa câu này nhá. Đấy là cô ấy này lúc nào cũng nico nico, cười tủm tỉm đúng không nào? Hãy giống cái người mà biết yêu ấy mọi người, nhìn điện thoại tin nhắn chẳng hạn là cứ cười tủm ta tủm tỉm thôi. Hay. Thế số 3 người ta không dùng cái từ cười tủm tỉm nữa mà người ta dùng từ wadateimasu. Wadau mày cũng học rồi đúng không? Chính là động từ cười của chúng ta. Vậy nó là onaji, là đồng nghĩa. Còn số 1 từ komatte chính là của từ komarimasu. Komaru là khó khăn, rắc rối, gay go, không hợp lý, loại luôn. Còn số 2 từ hashite chính là của hashirimasu. Hashiru là chạy đúng không nào? Sai bét. Số 4 từ okotte là của okorimasu. Okoru là gì nhỉ? Là tức giận đúng không? Cũng sai. Phải không nhỉ? Đấy, suy ra đáp án số 3 là phương án tối ưu nhất cho câu này. Hãy tsugi ikimasho. Roku ban. Tiếp tục. Câu 6 nha cả nhà nha. Tanaka-san ni au no wa hisashiburi desu. Hai. Đây là câu khẳng định, nhưng cả bốn đáp án đều là đuôi aimasen deshita, là câu phủ định, nên cả nhà cân nhắc nha, xem là ý nghĩa nào mới đúng. Hai, chúng ta chỉ cần quan tâm cái thành phần khác nhau thôi để mình phân tích loại trừ cho nhanh nhá. Chính là bốn cái đầu tiên này. Tashika, kono aida, tokidoki hoặc shibaraku. Đó, bốn cái từ này, từ nào là cái từ phù hợp nhất, đúng nhất với hisashiburi? Chắc là các bạn không còn ai xa lạ với từ này rồi đúng không? Thỉnh thoảng mình chào nhau hisashiburi đúng không ạ? Thì nó có nghĩa là gì nào? Lâu rồi không gặp. Ok, bạn Tiến Thiên Hà này, Xuân Thanh Đỗ chọn 3, Quỳnh Như 3, Đức Liver chọn 2. Hãy Trần Anh Nga 4, Song Hỷ 4, Anh Nam 4. Hãy.
Ok, desu. Đáp án chính xác là 4. Hisashi buri, các bạn biết rồi là thể hiện lâu lắm mình không làm gì đúng không? Lâu lắm tôi không gặp anh Tanaka. Thì đáp án số 4 mình có từ gì nhỉ? Shibaraku. Shibaraku là một khoảng thời gian đúng không? Mình không gặp anh ấy. Vậy là onaji, chính xác. Ok nhá. Số 2, từ tashika, các bạn nào dịch giúp mình chưa nhỉ? Lâu rồi không gặp, ok rồi. Thế bây giờ mọi người nhìn cái thành phần tashika này, kono aida hay tokidoki, lần lượt ý nghĩa của nó là gì nào? Rồi, vừa rồi, hôm nọ. Ok, chúng ta chữa nhá. Từ tashika là nhớ không nhầm thì, đúng không? Mình không có mang tính chất chắc chắn 100% đâu nhá. Mình chỉ là có ký ức, cũng kiểu nhớ nhớ quên quên thôi. Nên mình sẽ hay dịch là nhớ không nhầm thì là tôi đã làm cái này rồi, tôi đã nói với anh cái kia rồi, được chưa? Cái số 2, kono aida là dạo gần đây, đúng không? Kono mọi người biết là phải liên quan tới cái vị trí gần với người nói, đúng không ạ? Thì kono aida là dạo gần đây này. Còn tokidoki chính là thi thoảng, thỉnh thoảng, đúng chưa nào? Rồi, hay, rất tốt ạ. Tsugi, tiếp tục. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang N3 mọi người nhé. N3. Hay, đây là cuốn luyện đề chuyên sâu N3 của Zumodi mọi người nhé. Các bạn xem là mình có giải quyết được câu này không này. Câu 7. Daishuu no schedule wa mou kimarimashita. Hai, 1, 2, 3, 4. Mình khoan chưa đọc để cho mọi người nhìn chữ Hán xong mọi người đọc giúp mình luôn nhé. Hai, các bạn đọc chữ Hán được không? Hãy giả sử như cái bài này nó không rơi vào bài từ vựng nữa mà nó hỏi các bạn cách đọc của bốn cái chữ Hán này, bài môn đai 1, môn đai 2, thì các bạn có giải quyết được không? Có chọn điểm được cái bài này không? Ôn in nhá. Đấy. Rồi, bạn Ngọc Như dịch là lịch trình. Ok, rồi chúng ta sẽ dịch từ này trước là từ lịch trình, kế hoạch ấy mọi người. Lịch trình, kế hoạch. Ôi, viết sang cái bảng này xấu quá. Kế hoạch, mọi người chịu khó thông cảm nhá. Lịch trình, kế hoạch, ok. Lịch trình tuần sau tôi đã quyết định. Ừ, so desu ne, chính xác. Đây là từ kimarimashita. Rồi, đấy. Tôi đã quyết định lịch trình hoặc là kế hoạch của tuần sau rồi. Rồi, chúng ta sẽ chữa này. Đầu tiên là đáp án đúng trước. Nó sẽ đọc là yote. Rồi, chữ dự và chữ định luôn đúng không? Dự định. Số 1 mình có từ chigoto là công việc này. Số 2 mình có từ gì đây nhỉ? Hokoku, đúng không? Chính là từ báo cáo. Còn cuối cùng là từ kikka, nghĩa là gì cả lớp? Kết quả. Mọi người thấy nó khác nhau chưa? Ok chưa? So desu ne, lịch trình của tuần sau. So. Rồi, câu 9 của chúng ta nhé mọi người nhé. Jishin ga atta nani nani ni ookina taifu ga kita. 1. Mae no toshi. 2. Tsugi no toshi. 3. Onaji toshi. 4. Chigau toshi. Hai. Rồi, có một số bạn đã comment phương án cho câu 9 rồi đúng không? Bích Phương chọn 2, Đức Liver cũng 2, Song Hỷ 2, Lương Hàng 2. So desu ne, đáp án của chúng ta là 2 mọi người nhé. Chữ này là chữ tsugi no toshi, có nghĩa là năm tiếp theo đúng không? Còn chữ Hán ở trên bài thì mọi người đã học từ này chưa ạ? Chữ Hán, kanji của N3 có đúng không? Nó sẽ đọc là yokunen, để xem mọi người. Yokunen, hay năm tiếp theo. Ok, còn số 1 là năm trước này, số 3 là cùng năm, còn số 4 là năm khác thì không ok lắm đúng không nhỉ? Rồi, có ai đã dịch được câu này chưa nhỉ? Hay yokunen desu ne. Sau năm hoặc là năm tiếp theo ấy, đấy thì mình sẽ hiểu là sau năm xảy ra động đất thì đã có một gì mọi người nhỉ? Một trận bão đúng không? Lớn kéo đến, được chưa nào? Hay. Rồi, chúng ta đi tiếp nhá. Câu số 10. Hay. Rồi, từ câu số 10 là mời các bạn chuyển sang đề N2 nha. Rồi, N2 nào. Toshi o totte nani nani ryoku đúng không nào? Ga waruku natte kita. 1. Bốn chữ Hán ở đây đều dễ đúng không? Chắc đọc luôn ha. 1 là ugoku, 2 neru, 3 oboeru, 4 kiku. Hai. 5 bằng desu ka? Trần Nguyệt chọn 3, bé sử nữ 3, Kiều Giang 3, ngày mai 3. Mặc dù là đề N2 nhưng mình nghĩ các bạn N3 đều làm được câu này rồi đúng không? Kể cả phần chữ Hán hay từ vựng thì đều trong trình độ N3 mọi người đều được học hết rồi. Đúng không? Phương Anh Phan cũng chọn 3, khả năng ghi nhớ chính xác ạ. Hay, vì vậy là bản số 3 đúng không? Từ này sẽ được đọc là ki o ku ryo ku đúng không nào? Hay, ki o ku ryo ku, khả năng ghi nhớ. Rồi, thế còn số 3 mình đọc là oboeru, nó là từ nhớ đúng không? Vì vậy nó hoàn toàn giống nhau. Đó. Thế câu này mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Toshi o totte. Totte là lấy tuổi, tức là sao cả nhà nhỉ? À, khi có tuổi, đúng rồi, cảm ơn bạn Trần Nguyệt Sàng, chính xác ạ. Là càng có tuổi đúng không thì cái khả năng ghi nhớ của mình sẽ càng xấu, tức là sao nhỉ? Càng giảm đi đúng nào, kiểu đãng trí này, nhanh quên hơn so với hồi trẻ này, đúng không? Còn số 1 từ này sẽ đọc là ugoku đúng không ạ? Mọi người đọc được hết rồi phải không nhỉ? Ugoku là chuyển động. Số 2 neru là ngủ nghỉ này, còn số 4 là kiku. Kiku hỏi, nghe đúng không? Hai. Tiếp tục câu số 11 nhá. 11. Jishin de ie no kabe đúng không nào? Kabe ni hibi ga haitta. Rồi. Bảo Long chọn 2 là vết nứt. Ok. Trung Quân cũng chọn 2, so desu ne. Hay, có bạn nào nữa không nhỉ?
do động đất đúng không? Cái trợ từ để ở đây chúng ta sẽ hiểu là vì nguyên nhân lý do khách quan ấy ạ. Do động đất mà tường nhà tôi đã bị làm sao? Đã bị nứt đúng không mọi người? Từ khi bị là nứt. Đó, vết nứt đấy mọi người. Đó, nứt nha. Vì vậy đáp án tương ứng của nó chính là số 2. Quá đê mẹ. Đúng không mọi người? Hãy quà đê mẹ rồi là vết nứt hoặc là khe hở, được chưa ạ? Số 1 mọi người đọc được chưa nhỉ? Số 1 là kusure đúng không ạ? Kusure. Hãy kusure của chúng ta là phá hủy này, là sụp đổ này, được chưa nào? Kusure. Số 3 chắc mọi người biết từ này rồi đúng không? Hoken đúng không ạ? Hoken là bảo hiểm. Rồi còn số 4 thì sao ạ? Số 4 nào? Số 4 là hokyo đúng không ạ? Hokyo. Mọi người nắm được nghĩa của nó chưa nhỉ? Hokyo thì mang nghĩa là gia cố này, tăng cường này, đúng chưa? Mọi người lưu ý nha. Hãy tsugi, juni ban. Tiếp tục nào mọi người, câu 12. Rồi, kyō no news no topic wa doubutsu ni kansuru mono ga oi. Hãy, từ này không khó lắm đúng không? Topic. Hãy, 1番, shōkai, 2, kansō, 3, wadai, 4, kiji. Đúng không? Mọi người có đọc được những chữ Hán ở đây chưa nhỉ? Rồi, vì vậy là đáp án của chúng ta là số mấy? Nam vàng desu ka? Ừ, Bảo Long chọn 3 là chủ đề. À, chủ đề bàn tán, ok. Thu Hiền chọn 3 cũng là chủ đề này. Lê Khánh Huyền cũng chọn 3 rồi ạ. 3 là wadai. So desu ne, wadai là chủ đề, chính xác ạ. Trên bàn mình có từ topic, đúng không? Còn dưới bàn mình có từ wadai. Rồi, hãy. Và ý nghĩa của nó là chủ đề, đúng không nào? Các bạn nào dịch cả câu chưa? Hãy, rồi các bạn thử nghe phương án của bạn Bảo Long nhá. Chủ đề tin tức ngày hôm nay rất nhiều thứ liên quan đến động vật. Mọi người thấy hợp lý không nhỉ? Các bạn khác đã dịch được chưa? So desu ne. Chủ đề tin tức hoặc là thời sự đúng không của ngày hôm nay này thì có nhiều điều, cái mono này mình có thể là hiểu là họ đề cập đến nhiều chuyện, nhiều điều đúng không? Liên quan đến động vật, cái từ này là kansuru chữ quan đúng không ạ? Số 1 thì dễ quá đúng không? Shōkai của chúng ta là giới thiệu rồi. Số 2 là từ kansō. Kanso là gì mọi người nhỉ? Chữ cảm và chữ tưởng. Các bạn nhận được mặt chữ không? Nhìn thấy rõ Hán Việt không ạ? Kanso là cảm tưởng, hay người ta có từ kanso bun chẳng hạn, thì chính là một cái bài văn nêu cảm nghĩ, đúng không nào? Còn số 4 chữ này thì N3 cũng biết hết rồi đúng không? Kiji đúng không ạ? Kiji có nghĩa là gì nhỉ? Ký sự đúng không? Hoặc là mẫu báo, một bài báo. Rồi. Thoại đề, ok. Đấy, tsugi desu. 13. Đấy, ba câu cuối cùng của chúng ta thì nó sẽ là đề của N1 mọi người nhá. Đề N1 ạ. Ok, có một số bạn chọn 4, Kim Anh chọn 4 này, Lôi Bảo chọn 4, Gakkari shita. Honto desu ka? Nabang kana? Bạn Trinh Thế Anh chọn 3. Bảo Long quay xe rồi chọn 3. Hoang mang luống cuống. Hai. So desu ne, bạn Ngày Mai cũng chọn 3, chính xác ạ. Thế ba cả nhà mình có biết đọc là gì không ạ? Nào, mình thử đọc chữ Hán của ba đi. Ba đọc là awateru, đúng không nào? Awateru. Rồi, hai từ này là gần nghĩa nhất với nhau rồi, phù hợp nhất trong câu này rồi đúng không? Nó sẽ mang nghĩa là vội vàng, hấp tấp, bối rối, luống cuống, đúng không? Mọi người thử dịch lại câu nhỉ? Là sau khi nghe cái thông báo đó thì tôi đã rất là gì nhỉ? Rất là bối rối chẳng hạn này, hay tôi rất là hoảng loạn, đúng không? Kiểu nghe một cái tin dữ gì đấy, phải không nhỉ? Còn số 1 mình đọc là yorokonda, đúng không? Yorokobimasu, đúng không mọi người? Thì đây là chữ hân hoan, là vui mừng, vui vẻ, hạnh phúc, phấn khởi, đúng không? Nói chung là mang tính tích cực đấy. Số 2 là từ anshin. Anshin là yên tâm đúng không? Yên tâm. Còn số 4 là cái mà mọi người bị sai này, bị nhầm thế này. Gakkari suru chính là từ thất vọng. Đấy, cho nên quay xe vội là phải đúng rồi. Ok chưa nhỉ? Hãy, 14 thì sao ạ? 14. Rồi, trên bài mình sẽ có một số chữ Hán nữa, mọi người cùng kakuni lại nhá. Kono chiku o, chữ tiếp theo là gì nhỉ? Tokatsu đúng không mọi người? Kono chiku o tokatsu suru. Chữ Hán này đọc là yakushoku đúng không nào? Yakushoku ni tsuita. Hãy. Rồi, bây giờ còn tìm từ đồng nghĩa với nó thôi. Được chưa nào? Số 1 mình có từ job. Số 2 là bosto. Số 3, manager. Và số 4 là dida. Hay. Rồi, chúng ta sẽ thử viết tiếng Anh nhé. Cho bạn nào mà học tốt tiếng Anh một chút xíu là mọi người cũng sẽ mường tượng ra ý nghĩa của 4 katakana này. Đầu tiên mình có từ job. Job, đúng không? Chắc là ai cũng biết từ này. Job, được chưa mọi người? Nghĩa là gì nhỉ? Công việc chẳng hạn này, đúng không? Công việc, việc làm. Số 2 mình có từ posto. Posto thì sẽ được lấy của từ position. Được chưa? Position, đúng không? Nếu mà đọc sai tiếng Anh thì mọi người thông cảm bỏ qua nha. Posto là chức vụ, là vị trí. Ok. Số 3 mình có từ manager là quản lý, đúng không ạ? Biết thế nào nhỉ? Manager. Quản lý. Rồi, còn số 4 từ dida là leader thôi, đúng không? Đấy. Sẽ là những cái người lãnh đạo, người cấp trên của mình. Đó, vì vậy quá là rõ ràng rồi, đúng không? Chắc chắn đáp án phải là số desu ne. Đáp án là số 2 là vị trí. Ok ạ. Vị trí. Còn dịch lên câu này nè.
Ở đây có rất là nhiều chữ Hán và từ vựng nữa, mọi người thử sức dịch câu nhá. Thử sức dịch câu nào. この地域を統括する役職に就いた。はい。Tôi làm gì ta? Chủ ngữ ẩn đúng không? Watashi wa, tức là tôi đã đảm nhận vị trí giám sát khu vực này, đúng không? Vị trí nhá. Hãy, tôi đã đảm nhận vị trí giám sát khu vực này. Ok chưa cả nhà? Rồi, các bạn đều chọn 2 đúng rồi đúng không? Ok desu. Nhì bằng desu ne. Hãy, sai go, câu cuối cùng rồi cả nhà mình ơi. Gambarimashou. Chốt hạ bằng câu cuối cùng nhá. Câu này lại không khó bằng các câu trước đâu. Câu này là dễ trung bình thôi, không khó lắm đâu nhá. Tiếp tục là đề N1 này. Câu số 4 trang 72. Chắc là mọi người nhìn vào chữ Hán này là đoán được ngay nghĩa đúng không? Hai chữ bế với cả chữ khẩu. 彼女の態度にみんな何々した。はい。中間chọn 1, ok ạ. Các bạn khác nào? 何番ですか? Mọi người đều đã chấm 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 với thái độ của cô ta. Thế mọi người thế nào ạ? Số 1 mình có từ困った đúng không? 困る. Hai, 困らされる đúng không ạ? 困る. Rồi, biết nhầm rồi. 困る 쳐 mọi người. 해고 đúng rồi. Ok ạ, chính xác. Từ này đọc là 해고 ですね. 해고. Ừ, 腹が立つ chính xác ạ. 腹が立つ ですね. Còn số 3 mình đọc là 関心. Số 4 là gì cả nhà nhỉ? 心配 ですね. Hãy. Rồi, lần lượt ý nghĩa của nó là gì các bạn nhỉ? Hãy. Đầu tiên chúng ta phân tích từ đáp án đúng nhá. Mình có từ heko chính là từ bất lực ấy, đúng không? Cái miệng của mình bị đóng lại, tức là mình không có nói được cái gì cả. Mình không thốt lên được lời luôn. Đấy. Vậy mình sẽ hiểu là tất cả mọi người thì đều bất lực trước cái thái độ của cô ta, đúng không ạ? Vậy bất lực nó sẽ đồng nghĩa được gần nghĩa nhất với cái từ komaraseta, đúng không? Có nghĩa là bị làm cho khó chịu này, khổ sở này, bất lực này, đúng không? Còn nếu mà các bạn không chắc chắn lắm thì mình có thể loại trừ 2 3 4 tại sao nó sai nhá. Số 2 chỉ là haragatatsu, mình tức giận, đúng không? Có y hệt được cái từ tức giận không mọi người? Không đúng không? Mình chỉ bất lực thôi chứ không phải là mình tức giận. Đấy. Nhiều bạn sẽ bị nhầm ra số 2 đấy ạ. Còn số 3 từ kanshin của chúng ta chính là từ ngưỡng mộ, là mình thán phục ai đấy đúng không? Là cảm tâm ấy. Đấy. Còn số 4 từ shimbai là từ lo lắng rồi đúng không? Số 4 thì dễ rồi. Hãy các bạn khác nào. Mọi người đều câm nín với thái độ của cô ta. Hãy. Hãy sau khi mà chúng ta đã chữa xong 15 câu với đầy đủ cấp độ từ N5 đến N1 rồi thì mọi người cảm thấy dạng bài này như thế nào ạ? Tìm từ hoặc là tìm câu gần nghĩa nhất, đúng không ạ? Từ N5 cho tới N1, mọi người làm đúng được bao nhiêu câu? Hãy, còn buổi livestream ngày hôm nay của chúng ta thì đến đây là sẽ kết thúc rồi. Rất rất là cảm ơn mọi người vì đã theo dõi đến cuối live và cùng mình học bài của ngày hôm nay. Hãy, bye bye!